đã rất là rẻ anh em nhá, đã rất là rẻ với combo đồng bộ bát Martin, tép Martin. Cái phiên bản này thì quý vị các bạn có thể chơi trong cái không gian phòng khoảng 20 tới 25 mét vuông, hỗ trợ thêm một cái súp điện tầm bát 30 đánh 25 mét vuông rất là hợp lý và nó không quá tốn diện tích về đề bát 25 anh em nhá. Nếu bác nào không có cái nhu cầu lớn về cái dạng như bát 30 thì phiên bản anh em mình có thể quan tâm là đây. Anh em có thể mua cả vỏ của bên mình hoặc anh em có thể mua vỏ chính chỗ mình thì nó rẻ được mấy trăm tiền vận chuyển. Ở đây làm đôi bát đây, bát Martin từ 17cm và côn của nó sẽ là côn 65 anh em nhé, côn 65, một cái xương nhôm chắc chắn và một cái gân vải 4 sóng. Con này thì được rất nhiều anh em đánh giá rất cao về chất lượng tiếng ca, anh em đánh giá rất là cao anh em nhé, cho ta tiếng ra biên độ tần số ra rất là đẹp. Bát là Martin xương nhôm và ghép với một con tép kèn 350. Vì mình đang giới thiệu anh em ở không gian phòng khoảng 20 tới 25 mét vuông nên mình giới thiệu anh em mình tép kèn 350. Kèn 350 này thì từ 9cm và côn 34.4 này hoặc 0.5 anh em nhé. Đấy anh em hãy gọi là đó, một góc kèn xoáy. Bởi vì con này mình giới thiệu ở đây là bộ ruột thôi nên anh em mình sẽ không giới thiệu chi tiết hơn về những cái phụ kiện đi kèm ở ngoài, vì cái vỏ ấy họ sẽ bán cả cái họng kèn luôn, anh em mình có thể xoáy vào luôn là vừa. Còn trong cặp anh em dựng mới hoàn toàn tự dựng thì báo bên mình sẽ có cả phễu thì cũng rất rẻ thôi, 100.000 một đôi thôi. Đó. Và đây là cái phân tần để đi theo bộ này là phân tần JBL612, phân tần anh em mua mình rất là nhiều nhá, tụ dập mát là 600V này anh em thấy không? Đấy, kể cả con tụ 1.5mm cũng 600V và con tụ tiếp tục là con tụ 1.5 là ngày cũng là 600V, rất chất lượng. Ngay cả những cái con thì con tụ dập mát của nó sân khấu cũng chỉ thấy tầm 400V thôi, cũng chưa 600V. Và combo này mình đang chào giá bán ra bao ship luôn là 1.900.000 đồng. 1.900.000 gồm có hai cái bát này, hai cái tép và hai cái phân tần. Riêng phân tần mình sẽ hàn dây luôn anh em nhé, để anh em về nhạc không phải hàn nữa, nhiều anh em không có hàng máy ăn thiếc mà. Đó. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Anh em quan tâm điện cho mình qua số máy 0904 612323 và chào anh em.